Xin chào các khán giả thân yêu của kênh YouTube bình luận viên Tạ Biên Cương. Bất cứ ai yêu mến đội tuyển Việt Nam hẳn đã rất vui mừng khi biết tin Đỗ Hùng Dũng bình phục chấn thương sau khoảng 8 tháng điều trị. Càng háo hức hơn nữa khi Dũng được bổ sung lên đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Nhưng cùng lúc đó, thông báo phát đi từ câu lạc bộ Hà Nội đã khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng. Hùng Dũng có thể lên tuyển hay không? Liệu anh nên làm gì khi đứng trước một bên là lợi ích của câu lạc bộ, một bên là nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích câu chuyện này xem như thế nào nhé. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, Đỗ Hùng Dũng được thông báo là đã hoàn thành quá trình hồi phục chức năng tại bộ phận y tế, vật lý trị liệu của PVF. Về tình trạng chấn thương, tiền vệ này đã hoàn toàn hết đau, đồng thời cũng đã hồi phục sức mạnh cơ, độ linh hoạt, thăng bằng và sự tự tin ở phần chân chấn thương. Một cách dễ hiểu, Hùng Dũng đã bình phục chấn thương gãy chân dính phải hồi tháng 3 năm nay. Nhưng giữa việc hồi phục chấn thương và thi đấu trở lại vẫn là một khoảng cách lớn, bởi Dũng đã ngồi ngoài quá nửa năm, thể lực còn yếu, cơ bắp chưa thể thích ứng ngay với cường độ vận động cao. Và như chúng ta vẫn hay nói, thứ mà một cầu thủ cần nhất sau khi trở lại từ chấn thương đó chính là lấy lại cảm giác bóng. Theo khuyến nghị từ PVF, đơn vị mà Dũng điều trị chấn thương, tiền vệ này nên có một giai đoạn chuyển tiếp trong vòng khoảng 2 tuần để có thể làm quen trở lại với cường độ tập luyện của câu lạc bộ. Ngoài ra, cần cân nhắc một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần trước khi cho cầu thủ này thi đấu ở một trận đấu chính thức. Mốc thời gian của giai đoạn này tính từ ngày 1 tháng 11. Như vậy có thể hình dung rằng Đỗ Hùng Dũng sẽ mất toàn bộ tháng 11 để tập luyện, dần dần bắt nhịp với cường độ chung của câu lạc bộ Hà Nội và bắt đầu có thể ra sân thi đấu từ đầu tháng 12. Trong bối cảnh các kế hoạch đã được vạch ra cụ thể như thế, Dũng bất ngờ nhận được cơ hội lên tập trung với đội tuyển quốc gia. VFF đã gửi công văn bổ sung cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội vào danh sách của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 12. Về mặt thời điểm mà nói, đó cũng chính là lúc Hùng Dũng được bật đèn xanh để thi đấu trở lại. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ là một kịch bản hoàn hảo dành cho Hùng Dũng và đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự nhớ một mẫu tiền vệ toàn diện như Dũng Chip. Sự thiếu vắng của Hùng Dũng trong chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thực sự là một tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam. Vậy, còn gì lý tưởng hơn khi Dũng trở lại phục vụ cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup? Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Sau khi có thông tin về việc Hùng Dũng được gọi lên tập trung đội tuyển, câu lạc bộ Hà Nội đã ra thông báo chính thức để bày tỏ quan điểm của mình. Đội bóng thủ đô trình bày quan điểm của mình một cách rất rõ ràng từ giáo án đang được áp dụng cho Hùng Dũng. Một số ví dụ từ bóng đá quốc tế như Luke Shaw, Simon Coleman hay James McCarthy. Những cầu thủ gặp chấn thương tương tự cần ít nhất 10 tháng điều trị dưới điều kiện tân tiến nhất thế giới tại Anh. Và quan trọng nhất chính là ý kiến đánh giá thực tế của nhiều chuyên gia. Bài viết này có đoạn: chuyên gia Kim Quang Jae của câu lạc bộ Hà Nội và các bác sĩ chuyên sâu về cơ xương khớp đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Thể thao hay bác sĩ điều trị cho Hùng Dũng được câu lạc bộ Hà Nội xin ý kiến đều chung nhận định đây là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình hồi phục của Hùng Dũng để quay trở lại với bóng đá. Nếu vội vã trở lại, Dũng sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí là toàn bộ công sức 8 tháng đã qua sẽ trở nên vô giá trị và tương lai sau này của Dũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tư cách là trưởng bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội, chuyên gia Kim Quang Jae nhấn mạnh thêm: với nhiệm vụ phòng tránh chấn thương cho vận động viên, tôi nhận thấy cơ, xương, khớp của Dũng còn yếu, cần tích lũy dần theo giáo án. Có thể Dũng thấy ổn, nhưng đó chỉ là cảm nhận mà thôi. Là người làm chuyên môn, tôi mong muốn những điều tốt nhất cho Dũng. Bóng đá chuyên nghiệp và y tế chuyên sâu là phòng tránh chấn thương, chứ không phải là chữa chấn thương. Tôi đề nghị giữ Hùng Dũng ở lại câu lạc bộ tối thiểu một tháng để tập luyện thêm và theo dõi giáo án chữa trị hiện tại. Ý kiến của câu lạc bộ Hà Nội đã được nêu một cách rất rõ ràng. Hùng Dũng không nên lên tập trung đội tuyển quốc gia đợt này mà sẽ ở lại câu lạc bộ để tiếp tục quá trình hồi phục. Điều đó đồng nghĩa Dũng sẽ không tham dự AFF Cup 2020. Trong phát biểu của chuyên gia Kim Quang Jae có một chi tiết quan trọng. Đó là khi ông nói rằng Hùng Dũng cảm thấy ổn. Cảm nhận riêng của Hùng Dũng là ổn với chấn thương này. Một số người thân của Dũng cũng cho biết khi nhận được quyết định tập trung lên đội tuyển quốc gia, Hùng Dũng đã rất vui. Với một cầu thủ đã ngồi ngoài quá nửa năm như Hùng Dũng, đã xác định nghỉ toàn bộ năm 2021 mà được gọi lên đội tuyển quốc gia chỉ sau khi bình phục chấn thương thì không vui sao được chứ. Chứng kiến hành trình đã qua của đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng hay bất cứ ai đều rất đau đáu. Hơn thế nữa, nội bộ đội tuyển Việt Nam bao giờ cũng chẳng muốn những đàn anh như Hùng Dũng hay Trọng Hoàng quay trở lại,
chỉ bằng vài comment vui trên mạng xã hội thôi cũng đủ thấy rõ điều đó. Nhưng như chuyên gia y tế của câu lạc bộ Hà Nội đã nói, Dũng ổn về mặt cảm giác cá nhân, khao khát của anh là được cống hiến. Còn ở góc độ người làm chuyên môn y tế như ông và các chuyên gia PVF thì khác. Phía câu lạc bộ Hà Nội cũng ra thông báo như vậy, VFF cũng ngay lập tức lên tiếng để làm rõ vấn đề. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đề xuất triệu tập trở lại Đỗ Hùng Dũng để Dũng bắt nhịp trở lại với môi trường đội tuyển, cũng như phối hợp với câu lạc bộ Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tập luyện hồi phục của tiền vệ này. Hiện tại, Đỗ Hùng Dũng đã kết thúc giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương và chuyển sang giai đoạn tập luyện trở lại, thi đấu với cường độ tăng dần. Hy vọng Đỗ Hùng Dũng có thể sớm trở lại với phong độ cao nhất trước khi bước vào AFF Cup 2020. Tất nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo không gọi Hùng Dũng lên thi đấu ngay cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. Dũng không thể thi đấu được các trận đấu đó. Mục đích là để anh chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và xa hơn là các trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong năm tới. Dũng vẫn sẽ tập với đội ngũ chuyên gia ở mức độ từ từ để tìm lại phong độ cao nhất. Nhưng có thể nhìn ra vấn đề nằm ở đây, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn Hùng Dũng chuẩn bị cho AFF Cup, còn câu lạc bộ Hà Nội thì không. Tất nhiên PVF khuyến nghị Hùng Dũng có thể ra sân ở thời điểm AFF Cup khởi tranh, tức là về mặt thời gian thì điều này là hoàn toàn trùng khớp. Chúng ta đều phải thừa nhận rằng Hùng Dũng là một cầu thủ có thể chất rất tốt nên khả năng tìm lại thể lực và phong độ là khả quan. Nhưng câu lạc bộ Hà Nội ở góc độ của một đơn vị chủ quản cầu thủ có cái lý của riêng mình. Dũng đang tập hồi phục tại câu lạc bộ với giáo án phù hợp và nên tiếp tục quá trình này. Các chuyên gia của câu lạc bộ đang theo sát tiến trình hồi phục của Dũng, cùng với đó là sự trợ giúp của PVF và các bác sĩ điều trị. Tất cả đều diễn ra rất ổn trong thời gian qua để Dũng tiến tới được bước này. Họ đã rất kiên nhẫn và không muốn Hùng Dũng đốt cháy giai đoạn vì tương lai của cả Hùng Dũng và của cả câu lạc bộ. Nếu ra sân tại một giải đấu khắc nghiệt như AFF Cup, nguy cơ tái phát của Hùng Dũng là rất cao. Hơn thế nữa, khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia cũng có thể khiến Dũng nôn nóng hơn. Đó là điều mà câu lạc bộ Hà Nội lo ngại dựa trên những đánh giá thực chất từ các chuyên gia y tế. Một điều quan trọng là họ cũng đã có những bài học trong quá khứ, như trường hợp của Văn Hậu hay Đình Trọng. Dù từng có những khuyến cáo, nhưng cả hai cầu thủ này đã đốt cháy giai đoạn để trở lại, sau đó tái phát chấn thương, và câu lạc bộ Hà Nội chính là nơi phải đón nhận hậu quả khi các trụ cột này vắng mặt. Họ không muốn viễn cảnh đó xảy ra với Hùng Dũng. Quan điểm của câu lạc bộ Hà Nội là Dũng chỉ nên thi đấu khi thực sự sẵn sàng, khi được các chuyên gia y tế cho là phù hợp và chỉ nên làm quen trở lại từ những trận đấu có cường độ vừa phải, chứ không phải là các trận đấu của đội tuyển quốc gia tại đấu trường khắc nghiệt như AFF Cup. Lên đội tuyển quốc gia với cơ sở vật chất hiện đại cũng là một yếu tố có thể trợ giúp cho Hùng Dũng, nhưng sự khác biệt với câu lạc bộ Hà Nội lúc này là không nhiều. Mà như đội bóng thủ đô đã đề cập, ngay cả những ngôi sao thế giới như Luxor cũng cần thời gian để trở lại thi đấu, rồi họ cũng cần nhiều tháng nữa để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình, nên Hùng Dũng không có lý do gì để mà vội vàng. Tất nhiên ban huấn luyện đội tuyển cũng có những cơ sở để trợ giúp cho Hùng Dũng, họ cũng muốn theo dõi sát sao tiến độ của Hùng Dũng để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới. Trong quá khứ cũng đã có không ít những cái tên từng được giữ lại để điều trị chấn thương như Tuấn Anh, hoặc gọi lên sớm hơn để theo dõi như Phan Văn Đức. Mỗi cầu thủ lại có đặc thù khác nhau, mỗi câu lạc bộ cũng có hoàn cảnh khác nhau, nên chúng ta cũng không thể đánh đồng tất cả. Hùng Dũng có hoàn cảnh của riêng mình và câu lạc bộ Hà Nội cũng vậy. Họ có lý do để từ chối Hùng Dũng lên tập trung. Khi lắng nghe quan điểm từ phía đội bóng thủ đô, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải suy nghĩ vấn đề quyền lợi giữa câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia là điều bất cứ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nào cũng phải đối mặt. Mấu chốt ở đây là cân bằng được lợi ích đó. Vì suy cho cùng, câu lạc bộ Hà Nội cũng là đội bóng đóng góp rất nhiều tuyển thủ, và điều quan trọng hơn cả chính là tương lai của Đỗ Hùng Dũng. Có lẽ nên có một sự thỏa thuận giữa các bên để hài hòa tất cả, làm sao để các bên đều hài lòng, và nhất là làm thế nào để Hùng Dũng sẽ trở lại chính là Hùng Dũng mà chúng ta từng được biết. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hùng Dũng có nên lên tuyển tập trung hay không? Hãy để lại những ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.